cái kính đấy, cái kính mình đang đeo cộng nhựa nữa, tưởng tượng rồi. Tuy nhiên ở Nhật thì có nhiều cái khá thú vị, kiểu đi ra ngoài đường này thì dù ở trong phố cũng có sức khí, cũng không đến nỗi gọi là tức thở như là ở Hà Nội. Và người ta không còi nhiều, ở đây người ta không còi nhiều, đi xe đạp cũng không còi cả. Ở đâu nhỉ, đi xe đạp cũng không chuông cơ, không dùng chuông, kiểu đi ra sau đến lúc mình tự nhiên ra sau là mình xây ma xe rất là tỏ luôn rồi, rất là mình. Hôm nay như các bạn cũng bận nghỉ sao, hai ngày đầu tuần rất nghỉ rồi. Họp 50% rồi, kính kia họp 50% 4 cm thôi được họp hơn.